Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô là chương trình thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Qua 9 năm, đã có hàng trăm giáo viên ưu tú được tuyên dương vì những nỗ lực cống hiến của họ cho sự nghiệp chồng người. Mỗi một cá nhân được vinh danh đều có những câu chuyện riêng về lý do chọn ngành, chọn nghề, những trăn trở suy nghĩ khi gặp phải, những khó khăn thử thách khi bắt đầu. Nhưng rồi tình yêu thương con trẻ và những hoài bão khát khao cống hiến đã giúp họ luôn giữ được niềm tin, giữ được ngọn lửa nghề luôn cháy sáng. Thầy Nguyễn Trọng Thứ, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tân Mỹ B, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, là một trong 58 giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô năm 2023. Lý do mà một người được đào tạo chuyên môn để dạy cấp trung học cơ sở và công tác giảng dạy tại một trường tiểu học lại rất giản đơn. Năm 2008 là ra trường về đi xin việc tại huyện Trà Ôn. Thì lúc đó bản thân mình là chuyên môn là bên cấp 2. Tuy nhiên mà thời điểm đó thì bên cấp 2 là cái chỉ tiêu đã đủ mà chỉ còn lại ở tiểu học mà là làm tổng phụ trách đội tại cái ngôi trường tiểu học Tân Mỹ B. Thì lúc đó mình cũng lo lắng lắm. Thì đây là một cái ngôi trường vùng sâu, điều kiện cơ sở vật chất thì khó khăn, đa số là các em học sinh dân tộc. Thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Rồi tuy nhiên thì qua cái suy nghĩ thì mình thấy thôi, công việc nào dạy cũng là dạy, làm tổng trách thì cũng làm. Thì mình đã đi đến cái quyết định là mình vào công tác tại trường tiểu học Tân Mỹ B. Thành công không có chỗ cho sự nản lòng, thoái chí mà chỉ dành cho những người biết phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách. Với thầy Nguyễn Trọng Thứ và hàng chục ngàn giáo viên đang giảng dạy tại khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 861 ngày 1 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Điều đó luôn luôn đúng. Khi đứng trên bục giảng thì mục tiêu lớn nhất của một người thầy là đem hết tri thức mà mình có được, truyền tải cho các em và được các em đón nhận, bởi những kiến thức mà các em tiếp thu qua sự truyền đạt của các thầy cô sẽ trực quan hơn, dễ hiểu hơn. Dạy học không phải là đánh đố học trò, mà phải biến quá trình học trở thành một quá trình hưởng thụ tri thức theo đúng với mục tiêu của ngành giáo dục đang đề ra, đó là xây dựng trường học hạnh phúc. Lúc đầu thì nói chung là gặp khó khăn thì nó có khó khăn rất là nhiều. Tuy nhiên mà mình không có buồn, nhưng mà mình chỉ cảm thấy là bản thân chưa được may mắn. Tại vì may mắn là ở cái chỗ mình đã cố gắng với các em tham gia các cái hoạt động ngoại khóa, tham gia các cái cuộc thi. Mình đã cố gắng cùng các em nỗ lực rất là nhiều. Tuy nhiên là mình chưa đạt được những cái kết quả như mong muốn. Xã hội càng phát triển thì vai trò của tri thức ngày càng trở nên quan trọng. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, cơ quan ban ngành và các mạnh thường quân trong những năm gần đây cho những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa như trường tiểu học Tân Mỹ B đã tạo điều kiện cho thầy và trò có được những điều kiện học tập tốt hơn. Hàng năm thì ở cái trường này được hỗ trợ rất là nhiều. Và những cái hỗ trợ đó thì đã tạo điều kiện giúp ích cho các em. Có những em mà nhiều khi gia đình, ba mẹ phải đi làm xa, không có tiền để mua quần áo, không có tiền để mua tập sách dẫn đến là các em nghỉ học. Thì qua nắm bắt thì nhà trường cũng đã đến vận động, thì hỏi ra thì như thế, thì nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân cho nên đã trang bị cho các em để các em là tiếp tục các em đến trường, rồi giúp cho nhà trường coi như là giảm tỷ lệ mà các em học sinh bỏ học. Rồi qua đó thì cũng tạo điều kiện cho một số em có cái ước mơ, có cái hoài bão để theo đuổi tiếp tục cái con đường học tập mà không bị bỏ lỡ. Trong bài chia sẻ, thầy Nguyễn Trọng Thứ đã viết, trong hơn 14 năm công tác, bản thân nhận thấy nghề giáo đã gắn liền với cuộc sống của mình. Việc được tiếp xúc với các em học sinh, đội viên, nhi đồng, việc đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức cho học sinh, tạo nhiều sân chơi bổ ích giúp các em có thêm điều kiện thuận lợi, có cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em mở rộng thêm hiểu biết, được rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng đội viên, hình thành ở các em đội viên những kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tế cuộc sống, như các em biết tự phục vụ và tự bảo vệ bản thân, biết thực hiện nhiệm vụ của mình tại lớp, tại trường, biết phụ giúp gia đình. Đó là việc thầy cảm thấy rất tuyệt vời và mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc. Mình cũng là một cái giáo viên trẻ,
thì khi mình về á, mình đã biết, mình cố gắng, và cái bên cạnh đó là mình được ban giám hiệu, rồi được giáo viên, rồi được phòng giáo dục, rồi cũng như là huyện đoàn tạo mọi điều kiện để chia sẻ, để giúp đỡ mình và giúp cho mình hoàn thành những cái công việc, những cái ước mơ mà mình muốn thực hiện. Thì riêng bản thân mình thì mình thấy là cảm thấy rất là hạnh phúc. Qua hơn 14 năm nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Nguyễn Trọng Thứ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013-2019-2020-2022. Được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tặng danh hiệu Viên Phấn Vàng năm học 2022-2023. Được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Long tặng bằng khen đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2020-2021 và tặng giấy khen đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Hy vọng rằng trong thời gian tới, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Thứ sẽ tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp dạy học của mình, trang bị cho các em học sinh nhiều kiến thức bổ ích để tương lai trở thành những nhân tố tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.